kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin Tài chính thị trường. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng lưu ý sau đây. Mời quý vị cùng điểm qua. Thanh tra các ngân hàng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. Nâng chất chương trình bình ổn thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Lao siết chặt quản lý ngoại tệ. Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thành lập các đoàn thanh tra chuyên đề về hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2022 tại các ngân hàng thương mại có số dư đầu tư trái phiếu doanh nghiệp cao. Đối với hoạt động cấp tín dụng vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đưa vào kế hoạch thanh tra chuyên ngành nhằm phát hiện các vấn đề tồn tại vi phạm trong hoạt động cấp tín dụng và đưa ra các kiến nghị, khuyến nghị cụ thể góp phần hạn chế rủi ro. Báo The Travel của Canada đã bình chọn ẩm thực Việt Nam ngon hàng đầu thế giới. Theo đó, cùng với những quốc gia như Italy, Tây Ban Nha, Thái Lan, Việt Nam xếp vị trí số 5 trong top 10 này. Tờ báo nhận định, hải sản là thực phẩm phổ biến ở Việt Nam. Ngoài các món ăn đa dạng ở Việt Nam sẽ khiến du khách bối rối bởi khó chọn được món ngon nhất. Theo tờ báo này, phở là đại diện tiêu biểu nhất, gồm có rau thơm, thịt gà hoặc thịt bò ăn cùng nước súp xương ninh kỹ và bánh phở làm từ gạo. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương tiên phong cả nước thực hiện chương trình bình ổn thị trường suốt 20 năm, từ đó góp phần lan tỏa, dẫn dắt giá cả thị trường, vừa hỗ trợ người tiêu dùng, vừa kích thích sản xuất tại các vùng nguyên liệu. Nhiều giải pháp căn cơ để nâng cao hiệu quả chương trình theo hướng bền vững đã được đưa ra tại hội thảo tổng kết 20 năm bình ổn thị trường thành phố Hồ Chí Minh diễn ra gần đây. Được triển khai từ Tết năm 2002, đến nay chương trình bình ổn của thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển biến căn bản từ nhận thức bình ổn giá sang nhận thức bình ổn thị trường. Chương trình đã trở thành công cụ điều tiết giá cả thị trường các mặt hàng thiết yếu thông qua điều tiết cung cầu hàng hóa, giảm tối đa các biện pháp can thiệp hành chính lên giá bán, đồng thời còn phát huy mọi nguồn lực xã hội tham gia vào sản xuất, cung ứng hàng hóa. Từ nguồn vốn ngân sách 45 tỷ đồng, doanh thu 344 tỷ đồng năm 2002, năm 2022 doanh thu đạt khoảng 22.355 tỷ đồng. Thành phố có gần 11.000 điểm bán hàng bình ổn. Trong cái dịch vừa qua, thì nếu không có chương trình bình ổn thị trường, không có cái các doanh nghiệp chủ lực tham gia chương trình bình ổn thị trường mà tham gia vào thì có thể chúng ta không kiềm chế được cái giá cả, chúng ta không có bình ổn được cái mặt hàng đầy đủ cho cái người tiêu dùng. Từ ngày có chương trình bình ổn tới giờ thì các cái dịp lễ Tết đã không còn cái chuyện là giá cả hàng hóa tăng đột biến. Trong thời gian tới, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung nhiều giải pháp căn cơ để nâng chất chương trình bình ổn như chủ động nguồn cung, điều tiết cung cầu, nâng cao hiệu quả công tác dự báo, đánh giá thị trường, định hướng sản xuất, tạo nguồn hàng, hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp bình ổn cũng như hình thành cơ chế liên kết chặt chẽ, nâng cao trách nhiệm giữa doanh nghiệp cung ứng và doanh nghiệp phân phối. Duy trì cái nguồn cung ổn định bằng cái phương pháp là phối hợp với các tỉnh mình xây dựng các cái nguồn cung cho cái phân phối cho thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Cái thứ hai nữa là Sở Công Thương cũng muốn là đẩy mạnh cái hệ thống nhận diện thương hiệu của chương trình bình ổn thị trường của mình sắp tới. Thành phố cũng tập trung xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu của chương trình, đầu tư nâng cấp hạ tầng thương mại, nhất là ở một số khu vực chưa đáp ứng yêu cầu của người dân, đặc biệt tại các quận ven, huyện ngoại thành, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu lưu trú công nhân, khu dân cư tập trung đông người lao động thu nhập thấp. Thưa quý vị, Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam Eurocharm vừa công bố chỉ số môi trường kinh doanh quý 3. Theo đó, dưới ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài, đặc biệt là suy thoái kinh tế trên quy mô toàn cầu, niềm tin của các doanh nghiệp châu Âu về môi trường đầu tư kinh doanh giảm nhẹ. Tuy nhiên, về dài hạn, các chuyên gia khẳng định triển vọng đầu tư của các doanh nghiệp tại Việt Nam vẫn hết sức tích cực và kinh doanh năng động nhất. Tin tài chính thị trường thế giới, Quốc hội Đức đã thông qua gói cứu trợ 200 tỷ euro tương đương hơn 194 tỷ đô la Mỹ do chính phủ đề xuất nhằm bảo vệ các công ty và hộ gia đình khỏi các tác động do giá năng lượng leo thang hiện nay.
Với sự ủng hộ của tất cả các chính đảng trong liên minh cầm quyền tại Quốc hội Đức, Quỹ Bình ổn Kinh tế, một quỹ đặc biệt ngoài ngân sách liên bang có thể dài 200 tỷ euro để cung cấp nguồn lực cho kế hoạch có tên gọi lá chắn phòng thủ nhằm bảo vệ các công ty và các hộ gia đình trong cuộc khủng hoảng năng lượng. Số tiền này sẽ được chi dùng đến giữa năm 2024 để hỗ trợ giảm giá khí đốt, giảm giá điện, cũng như giúp các công ty đang gặp khó khăn, đặc biệt là các công ty năng lượng. Giới chuyên gia nhận định, kế hoạch lá chắn phòng thủ sẽ giúp đảm bảo an toàn cho người dân và các công ty ở Đức. Tuy nhiên, Liên đảng bảo thủ đối lập vẫn phản đối kế hoạch này với lý do kế hoạch chi tiêu không rõ ràng và chưa biết số tiền hàng trăm tỷ euro sẽ thực sự được dùng vào việc gì. Hungary sẽ được miễn áp giá trần khí đốt của Liên minh châu Âu EU do thỏa thuận mà nước này ký với tập đoàn Gazprom của Nga trong 15 năm nằm trong diện được miễn trừ. Sau hội nghị thượng đỉnh tại Brussels, Mỹ ngày 21 tháng 10, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu EU đã quyết định không áp dụng áp giá trần khí đốt trong tương lai với các thỏa thuận cung cấp khí đốt dài hạn. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán nêu rõ Hungary được miễn áp giá trần khí đốt để không ảnh hưởng đến an ninh nguồn cung khí đốt của nước này. Bên cạnh đó, ngay cả khi châu Âu có hợp đồng mua khí đốt chung, Hungary cũng không bắt buộc phải tham gia. Như vậy, mọi phương án mua khí đốt của Hungary đều để ngỏ và nước này sẽ có nhiều nguồn cung và nhiều cạnh tranh hơn trên thị trường năng lượng để giảm giá khí đốt. Hungary phụ thuộc nhiều vào khí đốt và dầu mỏ của Nga. Cuối tháng 8 vừa qua, Hungary ký với Gazprom hợp đồng thời hạn 2 tháng cung cấp thêm 5,8 triệu mét khối khí đốt một ngày đêm, bắt đầu từ ngày 1 tháng 9. Như vậy, sử dụng đường ống dòng chảy phương Bắc hiện gặp khó khăn. Hai bên đạt thỏa thuận tăng cung cấp khí đốt của Nga cho Hungary qua đường ống dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ và nhánh đường ống này qua Bulgaria và Serbia. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước Lào gần đây đã đưa ra thông báo các đơn vị đổi tiền đại diện cho các ngân hàng thương mại ở nước này đã bị cấm bán ngoại tệ. Đây là nỗ lực của chính phủ Lào nhằm trao cho các ngân hàng thương mại vai trò lớn hơn trong việc mua bán ngoại tệ, đồng thời hạn chế vai trò của các đơn vị đổi tiền trong giao dịch tiền tệ. Theo chính sách mới, các cơ sở đổi tiền được phép mua ngoại tệ của khách hàng nhưng không được bán ngoại tệ cho khách hàng ngoài đồng kiếp. Bước đi mới nhất này của nhà nước Lào nhằm điều tiết và kiểm soát ngoại tệ trong bối cảnh đồng kiếp tiếp tục giảm giá, khiến lạm phát tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế. Cũng theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước Lào, các ngân hàng được phép đặt tỷ giá kiếp đô la Mỹ trong biên độ không vượt quá cộng 4,5 trừ 4,5% so với tỷ giá tham chiếu do vụ chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước ban hành hàng ngày. Tuy nhiên, chênh lệch giữa kiếp so với tỷ giá mua và bán đô la Mỹ, đồng bạc, nhân dân tệ và đồng euro không được vượt quá 1%. Bản tin tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.